Và chào mừng mọi người đã quay lại video. Và hôm nay Apple ra mắt hình như là hôm qua ra mắt iOS 11.2 beta 5. Và bản cập nhật này rất là nhẹ, cũng chỉ nặng tầm 32,7 MB ở trên iPhone 6S. Rồi. Đây, 35,7 MB. Và ra mắt trong thời gian rất là kỳ cục, đó là 2 giờ sáng chứ không phải mọi thường như là 12 giờ sáng hay 1 giờ sáng. Và phiên bản này có mã hiệu là 15C5111A. Mã hiệu này vẫn còn dấu hiệu là sẽ có bản beta 6 và nói chung chưa thoát khỏi beta đâu. Và đương nhiên là ở trong cái phiên bản beta 5 này không có gì mới, nhưng mà cũng có một cải thiện nhỏ nhỏ. Ví dụ ở đây, giờ mình mở ứng dụng nhạc lên và chơi thử bài nhạc và đây. Rồi, tránh bản quyền. Thì bây giờ mình có thể quẹt đây mà nó phản hồi rất là nhanh. Chứ mọi thường ở trên phiên bản trước là quẹt cái này rất là dễ bị hụt. Quẹt lên là được. Đó. Và đó, điểm duy nhất mà mình có thể thấy ở trên iOS 11.2 beta 5. Dạ còn nữa, đúng rồi. Về pin thì mình vừa sử dụng trong một ngày xong và thật sự là kết quả rất là ấn tượng. Và đây, mình sử dụng được 4 tiếng 12 phút và chờ được 7 tiếng 27 phút và pin còn 42%. Đây là một khoảng thời gian tốt, rất là tốt. Quá tốt luôn. Và đây sẽ là mà iOS 11.2 sẽ có kỳ vọng là sửa lỗi về pin. Và đương nhiên là mình cũng sẽ nói luôn về pin ở trên iOS 11.2 beta 4. Mặc dù các bạn cũng đã thấy kết quả beta 5 là pin rất tốt, nhưng mà mình cũng phải nói về trải nghiệm của mình ở beta 4. Thì chúng ta sẽ quay ngược về thời gian một lần nữa. Và đây sử dụng được 2 tiếng, nói chung sử dụng được 3 tiếng, chờ cũng khoảng 3 tiếng và pin còn 66%. Dạ, chỉ ở nhiêu đó thôi. Tại vì tại lúc đó pin trâu quá nên mình không chụp được nhiều. Giờ mình cũng chỉ ở nhiêu đó. Nói chung là pin ở trên iOS 11.2 đang càng ngày càng tốt lên. Và hiệu năng thì đương nhiên cũng tốt lên dần. Và đúng rồi, và ở beta 4 mình có một cái lỗi về việc beta chất vô đây nó có kiểu như bị trễ hiệu ứng mờ. Thì nó cũng đã được sửa ở trên phiên bản beta 5 này. Nên cũng khá là hay. Nhưng mà cái lỗi bật đèn pin ở trên iPhone 6S trở lên là có beta chất á. Ví dụ mình đang bật đây, là đang sáng đây, chắc bạn thấy đằng sau đây. Nhưng khi mình beta chất vô thì nó lại tắt đi. Thì cái điều này không gặp ở trên iPhone 6 trở xuống, vì không có beta chất, chỉ giữ vô lên là cái đèn pin vẫn bật. Nhưng mà cái máy nào có app beta chất thì nó lại tắt đi. Đó, thì mong là Apple sửa lỗi này là nhanh cái đi. Mà cái này sửa lỗi đơn giản thôi mà, feedback ầm ầm rồi. Và đó là video của hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.